bà con thưa quý bà con cập nhật giá mít thái hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại một số dựa ở tỉnh Tiền Giang đã nâng giá thu mua mít thái khoảng 1.000 đồng một ký so với hôm qua còn số đông khác vẫn giữ giá cụ thể đa số các dựa báo giá mít nhất từ 32.000 đồng một ký còn mít nhì là 22.000 đồng một ký mít kem lớn 22.000 đồng một ký mít kem nhỏ là 14.000 đồng một ký Mít kem loại 3 là 8.000 đồng một ký Một ít vừa báo vừa mua ít nhất 33.000 đồng một ký Còn mít nhì từ 23.000 đồng một ký Mít kem lớn 23.000 đồng một ký Mít kem nhỏ 16.000 đồng 1 ký Mít loại 3 là 11.000 đồng một ký Các thương lái vào vườn mua mít nhất 30.000 đồng một ký Đến 31.000 đồng một ký Mít nhì từ 20.000 đồng một ký đến 21.000 đồng một ký Mít kem lớn 21.000 đồng một kg, mít kem nhỏ 12 đến 14.000 đồng một kg, Còn loại 3 là 6.000 đến 9.000 đồng một kg. Tại các địa phương Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ cho thấy giá mít gục gịch tăng giá theo đó các dựa ở những địa phương trên báo giá mua mít nhất từ 31.000 đến 32.000 đồng, mít nhì từ 21 đến 22.000 đồng, mít loại kem lớn 21 đến 22.000 đồng một ký. Mít kem nhỏ từ 13 đến 15.000 đồng một kg còn mít loại 3 là 7.000 đến 10.000 đồng một kg còn thương lái vào giường mua mít nhất từ 29 đến 30.000 đồng một ký còn mít nhì từ 19 đến 20.000 đồng một ký Mít loại kem lớn từ 19 đến 20 000 đồng một ký Mít loại kem nhỏ từ 11 đến 13.000 đồng một ký còn loại 3 là 5.000 đến 8.000 đồng một kg cập nhật giá mít thái hôm nay đến đây cũng hết À, cảm ơn bà con đã theo dõi kênh chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe và chúc bà con được mùi bội thu xin chào và hẹn gặp lại bà con trong video tiếp theo xin máy bay